tới thường cũng chưa tới, là một nửa của nhau cũng không. Chúng ta là gì đây, không được quan tâm, không được lo lắng, mà phải giấu tất cả ở trong con tim mà thôi. Tựa vào nhau cảm thấy bình yên, ở đây không thấy nhiều phiền. Chuyện ngày mai anh bỏ ngoài tai em nhé. Nếu chọn sai hay đúng thì thôi, hãy cho anh sai một lần, hoặc chúng ta sai thì mới thấy tương lai. Mối tình này không công khai, yêu mập mờ không tương lai, không rõ ràng và không sợ lãng mất nhau. Bề ngoài ta giống như đôi tình nhân, sự thật phía sau chỉ là người dưng cả hai chấp nhận, không ai hối hận trong câu chuyện này.
Yeah, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Lâu rồi mới được lại.